đó thì chúng tôi đi rất nhiều nước, và một hội nghị ở Cologne thì ở bên Germany, bên Đức. Thì như vậy là cũng là một cái cơ duyên, mình được lắng nghe mọi người nói về một cái thị trường cà phê hòa tan rất là lớn. Và tại sao không, lúc đó mấy chục tỷ đô thì mình cũng phải có đặc biệt quan tâm liền. Và sau đó thì gặp được những cái người chuyên gia, và mình cố gắng mình phải hỏi thăm họ rất là nhiều. Thì đó là một cái cơ duyên tốt, và mình nhìn thấy một cái cơ hội lớn cho ngành cà phê hòa tan. Nếu mà nói xuyên suốt về cái ý niệm về cái chuyện mà kinh doanh truyền thống, gia truyền của cà phê Việt Nam á, thì người ta kinh doanh cà phê rang xay thì người ta không bao giờ người ta nghĩ tới chuyện người ta có kinh doanh cà phê hòa tan cả. Cho nên để mà tôi về để thuyết phục để mà làm cái cà phê hòa tan thì cũng không phải là dễ. Thật ra thì khi mà mình tìm hiểu kỹ vào trong cà phê hòa tan á, thì nó không phải như vậy. Nó phải cần một cái công nghệ rất là hiện đại nó mới có thể làm ra được. Ví dụ như khoảng chừng 2,6 kg cho đến 3,5 kg cà phê mới chiết xuất, rồi trích ly, rồi sấy khô để làm ra cái cà phê hòa tan solup thôi á. Thì 2,6 kg cho đến 3,5 kg nó mới làm ra được 1 kg cà phê là cà phê hòa tan. Cho nên là từ cái đó thì mix lại với sữa với lại đường nữa, thì như vậy nó có cái loại cà phê mà 3 trong 1, thì mình như mình thấy. Cho nên tôi nghĩ nói là nó không thật thì không đúng, hoặc là nó là một cái gì đó hóa chất thì chắc chắn là không đúng rồi. Bởi vì khi mình hiểu sâu vào cái ngành á thì mình thấy nó cũng rất hợp lý. Cà phê Robusta rất thích hợp để chế biến cà phê hòa tan. Đó, cho nên lúc đó thì tôi cũng thuyết phục để làm cho được cái cà phê hòa tan đó. Thì cũng lại là anh Vũ là người chọn tên là G7, còn tôi thì chọn cái cà phê.